Hello, xin chào tất cả các anh chị. Hiện nay thì Đại đang có mặt tại bãi biển Nha Trang, một trong những bãi biển rất là đẹp ở đây. Đây ạ, đây. Rất là đẹp, nước rất là trong xanh, bãi biển rất là sạch. Và đây là một trong những bãi biển mà nổi tiếng. Thì bây giờ đang là giờ trưa, 12 giờ trưa thì người ta ít tắm biển ở đây, nhưng mà buổi chiều thì người ta đến đây tắm biển rất là nhiều. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây ạ, anh chị có thể nhìn thấy. Và trước mặt đây là chính là con đường Trần Phú. Thì bất động sản ở đây đã tăng lên sau 5-7 năm, nhân lên rất là nhiều lần rồi. 300 triệu, 500 triệu ở đây. Và người ta mua ở đây có thể để xây nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, hay rất là tuyệt vời ở đây để bất động sản du lịch biển. Thì bây giờ mà chúng ta mà tìm được những cái bất động sản mà ven biển, gần biển hay là nhìn ra biển, mà là quá khứ của Nha Trang cách đây 5-7 năm, thì chúng ta đã tìm được những cái bất động sản có khả năng sinh lời rất là tuyệt vời đấy ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.